Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 6. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 5 thầy đã làm chúng ta rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Vở bài tập tập 1, tập 2, vở luyện toán tập 1, tập 2, bài tập thực hành môn toán, bài tập thực hành tiếng Việt và toán rất chi tiết, rất đầy đủ cho chúng ta từng bài, từng trang rồi, các em tìm, các em học nha. Các đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 cũng đã sẵn sàng có hết ở trên kênh rồi. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 44 nào. Ta sẽ đến với bài số 1 câu A nè, thì yêu cầu nè. Viết các cái số đo dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông theo cái mẫu. Đấy, vậy thì người ta đã làm cho mình cái mẫu nè. 4m2 75 dm2 thì bằng. Vậy thì các em phải nhớ được bảng đơn vị đo diện tích ở đây. 75 dm, tức là chúng ta phải nhớ được nè, bảng đơn vị đo diện tích km, hecto, mét, đề, ca, mét đến gì? Đến mét. Mét đến dm nè, cm nè, rồi đến mili gì? Mm. Cứ một đơn vị đứng đằng sau này, này thì sẽ nhỏ hơn đơn vị đứng đằng trước là một phần bao nhiêu? 100. Vậy đây nè, 75 dm nè, đây dm nè, ra mét nè, tức là nó sẽ là 75 trên 1 gì? 100m2. Đó, và chúng ta đưa về dạng hỗn số là 475 phần 100m2. Được chưa? Đấy là cái mẫu người ta làm. Rồi, vậy ở đây 9m2 48 dm2 thì các em sẽ có nè, 9m2 chúng ta giữ nguyên này, bởi vì viết đơn vị là gì? Mét vuông. Chúng ta sẽ giữ nguyên 9m2 nè, giữ nguyên nè, đúng không? 48 dm2 ra mét vuông, tức là sẽ là 48 phần bao nhiêu? 48 nè phần 100 mét gì? Mét vuông. Và giờ chúng ta đưa về hỗn số là 948 phần 100 mét gì? Mét vuông. Đấy, xong nhá. Rồi, tương tự như vậy, câu tiếp theo chúng ta sẽ có là 25 mét vuông nè. 9 dm2 thì chúng ta sẽ đổi ra thành là 9 trên 100 mét gì? Mét vuông. Và chúng ta đưa về hỗn số 20 25, 9 trên 100, được chưa? Mét gì? Mét vuông, được chưa? Đấy, rất là đơn giản đúng không? Rồi, đến câu B thì người ta yêu cầu mình là viết đơn vị đo là dm2. Đấy, vậy thì giờ mình lại đổi cái cm này này ra gì? Ra dm nhá. Rồi, 2 dm thì mình giữ nguyên nè, 2 dm2 nè, đúng không? 57 cm nè, cm ra dm, tức là nó sẽ là 57 trên 100 dm gì? Mét vuông. Và giờ các em chỉ việc đưa về dạng hỗn gì? Hỗn số sẽ là 57 trên 100 dm2. Được chưa? Đấy. Tương tự như vậy, 89 cm2. Đây, cm ra dm luôn. Thì chúng ta chỉ việc lấy 89 trên 100 dm2. Được chưa? Rất là đơn giản đúng không? Rồi, sang bài số 2. Viết các số đo dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông, tức là tất cả này chúng ta phải đổi ra mét vuông hết. 3 hecta thì bằng bao nhiêu mét vuông? Đấy, các em nhớ nè, 1 hecto mét vuông thì bằng 1 hecta, đúng không? Vậy thì hecta đây nè, nó sẽ có đơn vị là hecto mét gì? Mét vuông. Vậy thì 3 hecta, tức là 3 hecto mét vuông thì bằng bao nhiêu mét vuông? Các em biết được 1 hecto mét vuông thì bằng mấy? 10.000 đúng không? 10.000 mét vuông. Vậy thì 3 hecto mét vuông nó sẽ là 3 gì?
30.000 m2, được chưa? 30.000 nhá. Rồi 4 km² bằng bao nhiêu mét vuông? Đây, km vuông ra mét vuông. 1 km² thì các em cứ nhân lên này, 100 này, 100 này, 100 này. Tức là chúng ta sẽ có là 3 cái 100 này, chúng ta nhân với nhau, đúng không? Đấy, nếu em nào mà không nhớ được liền thì chúng ta làm như vậy. Vậy đây chúng ta sẽ có mấy? 6 số 0. 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 số 0. Đúng không? Vậy thì 1 km vuông thì sẽ bằng bao nhiêu? 1 triệu mét vuông. 4 km vuông thì sẽ bằng bao nhiêu? 4 triệu. Đấy. Cách mà chúng ta làm là như vậy, nhớ nha. Rồi. Tương tự như vậy, 1.800 dm mét vuông. Đây, dm ra. Ra gì? Ra mét vuông. Thì các em sẽ lấy 1.800 này. Các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 100. Đúng không? Thì chúng ta chỉ việc bỏ gì? 2 số 0. Vậy 18 chia 1 sẽ là 10. 18. 500.000 cm² ra mét vuông. Đấy. Vậy thì 500.000 này chúng ta phải nhớ được 1 mét vuông thì lại bằng bao nhiêu? Mấy? 10.000 cm. Vậy thì 50.000 trên 10. 10.000 bằng bao nhiêu các em? 5 trên 1 bằng 5 nhá. Đấy, chú ý cái cách mà làm rất là nhanh nha. Được chưa? Xong nhá. Rồi, mình đến bài số 3 nè. Yêu cầu điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dấu bằng vào những cái phép so sánh ở đây. Trước hết ở đây mình sẽ quan sát nè. 4 mét vuông 69 decimet vuông, bên này 4 này, 96 này. Các em quan sát này, đây có mét vuông là 4, đây 4 bằng nhau này. Đây là 69, đây là 96 này. Vậy chúng ta chỉ việc so cái anh 69 với 96 thì 69 này sẽ sao? Nhỏ hơn này. Được chưa? Đấy, chú ý cái cách mà chúng ta làm. Rồi. Ở đây 1 mét vuông 8 decimet vuông. Ở đây chỉ có bao nhiêu? 18 deci. Vậy các em đổi ra mét vuông ra decimet vuông. Đây mét vuông ra deci. 1 mét vuông là đã bằng 100 gì? 100 deci. 100 deci cộng với 8 nó bằng bao nhiêu? 108 decimet vuông. 108 so với 18 thì 108 này lại lớn gì? Lớn hơn. 280 hecta so với km vuông. Đây, hecta chính là hectomet vuông, đúng không? Vậy thì 280 hecta tức là 280 hectomet vuông so với 28 km vuông. Vậy thì 28 km vuông chúng ta đổi ra hecto thì nó sẽ là bao nhiêu? 2.800 hectomet vuông, hay đây sẽ là 2.800 hecta. Đấy, vậy thì anh nào lớn hơn kìa em? À, rõ ràng anh này sẽ gì? Nhỏ hơn, đúng không? Đấy. Rồi. 6 cm2, 8 mm2. Cm ra mm. Chúng ta vừa áp dụng ở bài số 1. Đúng không? Thì đây sẽ là 8 mm2 nè. Thì sẽ bằng 8 trên 100 cm2. Đúng không? Mình đưa về hỗn số sẽ là 68/1. 100 cm2. Vậy thì 68/100 với 68/100 thì hai này là bằng nhau nha. Được chưa? Đấy, rất là đơn giản đúng không? Rồi mình đến với cái bài tiếp theo, bài số 4. Khu đất hình chữ nhật có chiều dài. À, người ta cho mình có chiều dài nè. Bao nhiêu? 500 m. Chiều rộng thì kém chiều dài, tức là chiều rộng nè kém chiều dài 220, tức là nó sẽ bằng 500 trừ đi 220. Đúng không? 220 nha. Người ta đã sử dụng 9/14 diện tích để trồng cây ăn quả. Ăn quả nè là 9/14 của diện tích rồi. Còn lại để trồng hoa. Và hỏi diện tích trồng hoa là bao nhiêu? À, còn lại là trồng hoa, người ta hỏi vậy thì diện tích trồng hoa là bao nhiêu hecta?
Ấy, vậy thì đối với bài toán này có gì khó không các em? Rất là đơn giản rồi đúng không? Chúng ta đã từng làm rồi. Muốn tính được cái này chúng ta phải tính được cái gì đây? Diện tích của cái khu đất này đó nè. Đúng không? Diện tích được khu đất thì chúng ta sẽ tìm 9 phần 14 của cái diện tích này nè. Thì sẽ ra cây ăn quả. Khi tìm được cây ăn quả rồi thì sẽ lấy diện tích của khu đất trừ đi diện tích của cây ăn quả thì sẽ ra diện tích trồng trồng hoa. Đúng không? Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhá. Trước hết thì mình sẽ tìm diện tích, tìm gì? Chiều gì? Chiều rộng nhá. Chiều rộng của cái khu đất. Chiều rộng nè. Khu đất hình chữ nhật đúng không? Chiều rộng cái khu đất hình chữ nhật đó là ấy, thì các em sẽ lấy cái gì? Lấy chiều dài nè, 500 nè, các em trừ đi 220. Và chúng ta trừ đi thì bằng bao nhiêu? 280 mét. Đúng không? Vậy bây giờ có chiều dài, có chiều rộng rồi, mình có tính được diện tích không? Quá đơn giản đúng không? Mình sẽ trả lời diện tích khu đất hình chữ nhật đó là diện tích thì bằng chiều dài 500 nhân với chiều rộng vừa tính xong là nhân cho 280 đúng không? Vậy thì các em thực hiện cái này chúng ta sẽ được kết quả bao nhiêu? 140.000. Và đơn vị diện tích thì sẽ là mét gì? Mét vuông. Rồi vậy thì khu đất này có diện tích là 140.000. Người ta trồng cây ăn quả là 9 trên 14, tức là 9 phần 14 của 140.000. Tức là tìm phân số của một số đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy số đó nhân với gì? Cái phân số này thôi. Được chưa? Vậy thì mình sẽ tính được diện tích đất này trồng cây ăn quả là đấy, chúng ta sẽ lấy cái gì các em? Lấy tổng diện tích của nó là 140.000 này nhân với 9 phần 14 đúng không? Tức là 140.000 nhân với 9 rồi chia cho 14. Thầy các em thực hiện phép tính này thì chúng ta sẽ được kết quả bao nhiêu thầy cung cấp luôn nhé. Thì sẽ là 90.000 mét vuông là dùng cho trồng cây ăn quả. Rồi, vậy thì đến đây còn lại là trồng hoa, các em có tính được không? Dễ như là ăn kem rồi đúng không? Vậy thì diện tích đất để gì? Để trồng hoa là các em sẽ lấy tổng diện tích của nó nè, 140.000, các em trừ đi bao nhiêu? Trừ đi diện tích trồng cây ăn quả, tức là trừ cho 90.000 đúng không? Vậy chúng ta chỉ cần lấy 14 trừ đi 9 bằng mấy? 5. Vậy đây sẽ là 50.000 mét gì? Mét vuông. Nhưng mà người ta hỏi là diện tích đổi ra gì? Hecta. Vậy thì mình sẽ đổi 50.000 mét vuông này. 50.000 mét vuông thì sẽ bằng bao nhiêu? Mét vuông tức là hecto mét vuông. Đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng 5 gì? 5 hecta. Hay là 5 hecto mét vuông cũng vậy nhá. Và đây chính là đáp gì? Đáp số mà mình phải đi tìm. 5 hecta. Rồi, xong. Đến đây thì chúng ta đừng quên chia sẻ video và kênh của chúng mình nha.